Sau một tuần bừng sáng, Truyk lập tức nhận về loạt tin dữ trên các trang truyền đánh giá. Tuy nhiên, với những gì đã cung cấp cho khán giả ở tập 4, loạt phim đang dần chứng minh bản thân như một series hấp dẫn, chứ không chỉ dừng lại ở mức độ tiềm năng trước đó. Siêu anh hùng chơi Tinder, bản nhái của Johnny Blaze hay vi phạm bản quyền thương hiệu. Rất nhiều chi tiết mới mẻ trong Is This Not Real Magic? Và hãy cùng Lissi tìm hiểu sự thú vị đó thông qua video dưới đây nhé! Rời xa vụ ân xá của Abomination, Truyk tuần này mở ra cùng chứng thực về tin đồn Ghost Rider sẽ xuất hiện trong loạt phim. Và ở đây dễ hiểu đã chẳng có mà tốc độ nào cả. Đó vốn chỉ là Johnny Blaze, ảo thuật gia nghiệp dư đang trải qua một buổi biểu diễn nhàm chán nên đành náo nhiệt bầu không khí bằng cách tạo ra các cánh cổng để di chuyển một cô gái say khướt. Vòng tròn ma thuật này là hết sức quen thuộc vì nó đến từ một chiếc sling ring, thứ mà chỉ những học giả của Mystic Oz sở hữu. Đen đủi thế nào, Madison, cô gái du hành thời gian kia, lại kết thúc chuyến đi ở căn hộ của Wong bên trong Kamatage. Điều khiến phù thủy tối thượng lại phải bận bịu giải quyết những việc lặt vặt ở hạ giới thay vì lo toàn bảo vệ đa vũ trụ. Jennifer lúc này đang trải nghiệm ứng dụng hẹn hò cùng profile của chính cô chứ không phải Truyk trước khi bị nhân chứng cũ gõ cửa làm phiền. Cụ thể, Wong muốn kiện Johnny về hành vi sử dụng ma thuật trái phép, qua đó thiết lập một tiêu chuẩn mới để không có pháp sư nào có thể gây rối với Mystic Oz. Biết là đối phương làm sai, do vậy vì Kamatage chẳng có tí giấy trắng mực đen nào, toàn ưu tiên làm hợp đồng bằng miệng, nên Jen cũng đành bất lực trong phiên tòa, đúng như những gì cô dự đoán ban đầu. Mối bận tâm nhiều hơn lúc này của nữ chính là việc yêu đương, dù càng ngày cô càng tự ti về thân phận Jennifer. Chẳng ai chịu ghép đôi, đã thấy đi hẹn hò lại toàn gặp những anh trai hề hước. Một phút bốc đồng để rồi hồ sơ hẹn hò của Truyk đã được xây dựng, cùng kết quả trả về ấn tượng. Cô đàn khổng lồ xanh vui vẻ gặp mặt, trò chuyện và cuối cùng cũng tìm được một đối tượng ưng ý. Chỉ tiếc là đúng ở thời điểm cao trào nhất, Wong lại đến làm phiền vì Johnny đã sơ suất mở ra cánh cổng đến vùng đất của những sinh vật quỷ dị. Truyk phối hợp cùng Wong dọn dẹp gọn gàng chiến trường, qua đó khiến Johnny chỉ còn biết gật đầu dạ vâng. Nữ chính được trả về đúng căn hộ và vui vẻ với tình một đêm, vì ngay vào buổi sáng hôm sau, anh chàng đã bỏ đi khi chứng kiến hình hài nhỏ bé trước mắt. Tập phim từ đây khép lại với một cơn đau đầu nữa khi Titania, đại nữ đã bị hạ gục ở tập 1, đâm đơn kiện cáo Jennifer về việc sử dụng danh xưng Truyk đã được đăng ký bản quyền. Is This Not Real Magic không nằm ngoài dự đoán đã tiếp tục gắn bó với mô hình sitcom hấp dẫn, qua đó khẳng định rằng đội ngũ biên kịch từ đầu đã nắm được kiểu cách chương trình mà họ muốn Truyk trở thành. Chỉ là ekip phải đợi tới tận 3 tuần mới có thể khoe ra mà thôi. Ta có Wong bận bự cùng Jennifer giải quyết vụ kiện khôi hài, trong khi nữ chính khủng hoảng trước vấn đề tình cảm của bản thân. Xây dựng dựa trên khuôn mẫu được thiết lập bởi AB Story của truyền hình truyền thống, và hai tuyến truyện của tập phim thậm chí còn hấp dẫn hơn cả sự tếu táo của tuần trước. Hẹn hò trực tuyến là một công cụ kể chuyện phổ biến khi nói đến phim hài hiện đại, nhưng đây lại là một khái niệm chưa được khai thác quá sâu sắc trong thể loại siêu anh hùng, dù về mặt bản chất, cả hai tỏ ra hoàn toàn phù hợp để dây dưa lẫn nhau. Xét cho cùng thì trở thành người hùng đồng nghĩa rằng bạn phải đối diện với tính hai mặt, vừa chạy theo bản ngã bảo vệ công lý, lại còn phải sống như một con người bình thường với biết bao bộn bề. Hẹn hò trực tuyến thì tuyệt vời hơn, một nơi cho phép người dùng tạo ra phiên bản hoàn hảo nhất của họ, từ những bức ảnh đẹp đẽ cho đến các dòng status đượm tính triết lý. Và Truyk đã được lựa chọn để trở thành tác phẩm Marvel đầu tiên khai thác sự liên kết này. Nữ chính tạo ra một hồ sơ hẹn hò mà ban đầu cũng một mực cố chấp rằng các anh chàng sẽ bị thu hút bởi con người thật sự của mình. Chính từ lối suy nghĩ này, Jen chẳng bận tâm tới việc tô vẽ một background bóng bẩy cho cuộc sống ảo. Và kế hoạch này chỉ đem đến thảm họa, khiến Jen nhận ra rằng bản thân không thú vị như mình tưởng. Tuy nhiên Truyk thì có thể, và thực tế thì nó rất là hiệu quả. Cả tá anh chàng tìm đến, Jen tưởng rằng mình đã tìm thấy người dường như sở hữu tất cả những gì khiến cô say mê. Chỉ tiếc là đây cũng là lúc sự thật trái ngang được ekip bóc tách. Hóa ra ngủ với Truyk và thức dậy với Jennifer không phải là điều mà các anh chàng mong muốn. Sử dụng danh tính của các siêu anh hùng là phép ẩn dụ cho người dùng trực tuyến, là một ý tưởng có thể khiến người xem bị thu hút. Các câu thoại theo kiểu, có điều gì tồi tệ hơn việc hẹn hò ở tuổi 30, nên được nhìn nhận như điều gì đó chân thật nhất từng được vũ trụ điện ảnh chia sẻ. Và hy vọng rằng đây sẽ không phải là chất liệu được sử dụng duy nhất ở loạt phim này. Đối với kịch bản phụ của Johnny Blaze, nhân vật Madison đem đến một thứ cảm xúc mới mẻ, khiến cái nhìn về Truyk có thiện cảm trở lại,
bởi cũng có gì đó thú vị khi chứng kiến luật pháp ngoài đời thực phải vật lộn với những khái niệm khá viển vông như ma thuật, phù thủy hay các chiều không gian. MCU rất hiếm hoi mới đề cập tới sự ảnh hưởng của các siêu anh hùng lên hoạt động hàng ngày diễn ra ở thế giới. Những cách lập luận mơ hồ này chỉ xuất hiện trong truyện tranh và She-Hulk cho đến nay chí ít đã thành công trong việc hiện thực hóa phần nào sự bày bổng. Như mình đã đề cập ở trên, Beast Story ở tuần này còn phần nào xuất sắc hơn cả tập trước, đặc biệt khi ta chứng kiến cách mà Wong có thể được điều chỉnh lại theo thiên hướng hài hước. Đó là về mặt cảm xúc khi được thưởng thức, tuy nhiên điều này liệu có đang ảnh hưởng đến nhân vật trong một MCU lớn hơn hay không? Câu trả lời là có, và nó có thể còn đang đi theo một chiều hướng tiêu cực. Từ say xỉn với Shang-Chi cho đến phi vụ điều trần về việc vượt ngục của Abomination, nơi Wong hoàn toàn đổ lỗi, áp đặt lên hội đồng ân xá về việc trả tự do cho Emil Blonsky. Giai điệu của nó có thể gây hài hước, nhưng vấn đề ở đây là Wong như trở thành một phiên bản thiếu trách nhiệm so với quyền năng mà nhân vật đang nắm giữ. Ngoài ra, khi hội đồng xét xử làm rõ rằng Wong cũng đã trở thành tội phạm, phù thủy chỉ đơn giản làm ngơ mà bỏ đi thông qua cổng dịch truyền. Hành động ngạo mạn thể hiện sự thiếu tôn trọng và tiện thể làm xấu xí luôn hình ảnh của Avengers hay giới siêu anh hùng trong mắt công chúng. Tất nhiên, phim hài hước, Wong cũng phải diện lên lối diễn ấy. Nhưng những hệ lụy để lại lên tiến trình phát triển của nhân vật sẽ là rất đáng kể ở tương lai. Cuối cùng, She-Hulk vẫn tiếp tục tập trung vào tầng ý nghĩa về nữ quyền thông qua việc đề cập đến một số vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của nữ chính. Đầu tiên, sau khi bị Wrecking Crew đánh úp, Jen quả quyết cho rằng việc báo cáo lên cảnh sát là vô nghĩa khi đây là điều mà quá nhiều phụ nữ bị hành hung đã trải qua. Kế tiếp, chúng ta chứng kiến những cuộc hẹn hò uể oải chỉ để làm bật lên sự tồi tệ của phái mạnh trong thời kỳ hiện đại. Và cuối cùng là quan niệm về người đàn ông mà Jennifer sẽ phải lòng. Đây là anh chàng thở ra đã chứa đầy ngôn từ ủng hộ nữ quyền, để rồi kết lại cũng chẳng thể đối xử với Jen tử tế, hay thẳng thắn hơn là công bằng như một con người. Các chi tiết về chủ đề nữ quyền như bạn thấy đều lồng ghép khá khéo léo qua từng tập phim, nên để có thể phân tích mức độ sâu sắc của chúng theo cái cách trọn vẹn, ta sẽ cần một video riêng. Tổng kết lại, Is This Not Real Magic cho thấy rằng sau 3 tập phim đầy chông gai, She-Hulk cuối cùng đã làm đúng lời hứa về những gì loạt phim có thể đem đến cho khán giả. Hai tuyến truyện, cổ điển nhưng cần thiết để làm tiền đề cho những thông điệp đa dạng được đội ngũ biên kịch muốn truyền tải, cũng như nổi bật sân khấu diễn xuất quá ổn áp từ tất cả tuyến diễn viên góp mặt. Trong tập 4 của Moon Knight, một con dê bí ẩn đã xuất hiện để trông chừng cặp đôi Steven Leila ở lối vào ngôi mộ. Nhưng kể từ đó cho đến nay, đây vẫn tồn tại một chi tiết không rõ nguyên do, đầy bí ẩn cho cộng đồng người hâm mộ. Cũng là tập 4 và lần này ở She-Hulk, Madison đã đề cập đến việc thoát khỏi vùng đất lửa bằng cách thực hiện thỏa thuận với một con quỷ. Kẻ đe dọa sẽ tước đoạt linh hồn của cô cũng như tất cả những người cô yêu thương. Madison sau đó nói rằng cô ấy nghĩ tên con quỷ là Jack và tham chiếu phần credit cuối phim. Xuất hiện một bản vẽ nhân vật cùng một con dê với bảng tên ghi Jack ở trên đó. Sinh vật này mang đôi mắt đỏ, cặp sừng nhọn hoắt, đang ngậm một tài liệu trong miệng để ký kết, khá tương đồng với các thứ nghi lễ thần thoại diễn ra ở Moon Knight. Đây có thể là một mối liên kết để Mark, Steven chạm gần hơn đến thế giới MCU. Do vậy, ta cũng nên dè chừng khi Marvel đã không ít lần lừa đảo người hâm mộ theo kiểu giả thuyết kỳ này. Tony được hậu thuẫn một cách thú vị bởi người đồng nghiệp tên Cornelius, nhân vật được thể hiện bởi Leon Lamar. Ông sinh ra vào năm 1919, qua đó cũng đánh dấu nam diễn viên lớn tuổi nhất từng nên duyên với Marvel Studios khi Lamar hiện đã tròn 104 tuổi. Con số này cộng hưởng với màn trình diễn ấn tượng trong tập phim khiến bất cứ khán giả nào cũng phải thán phục về sự phi thường của ông. Và thậm chí một sự thật cần được tiết lộ là Lamar vốn chỉ bén duyên diễn xuất khi ông đã hơn 70 tuổi. Theo thống kê trên Rotten Tomatoes, She-Hulk có điểm đánh giá từ các Tomato Meter là 88% và điểm khán giả là 41%, con số thấp hơn cả Inhumans là 44%. Đây không phải là lần đầu tiên She-Hulk bị cản trở bởi ý kiến kém tích cực từ khán giả. Do vậy, các nhà phê bình vẫn đánh giá cao tác phẩm nhờ những yếu tố khác nhau như diễn xuất hay âm thanh hình ảnh. Người tiền nhiệm của She-Hulk là Ms. Marvel cũng đã từng trải qua một làn sóng gay gắt tương tự khi phát sóng vài tập đầu tiên. Và có lẽ không chỉ các chủ đề về tôn giáo, nữ quyền vẫn là điều gì quá khó để các nhà làm phim gửi gắm thông điệp của mình mà nhận được sự nhìn nhận công bằng. Trên đây là tất cả cho video về tập thứ 4 của She-Hulk. Không biết có điều gì khiến các bạn cảm thấy chưa hài lòng hay không?
Nếu có thì đừng ngần ngại comment xuống bên dưới cho tất cả biết nhé. Mình là Hoài Thu đến từ Listen C và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!